Xin chào các bạn xem video nhé. Video tôi hướng dẫn các bạn là nhận diện và bố trí tấn công cây trồng như nào nha. Bố trí sẽ là tấn công trên phần non cây trồng, trên lá, trên đọt, trên hoa, trên trái non. Phần non là sẽ bị cắn phá nhiều nhất. Đây, vết của bố trí đây các bạn, nó sẽ để lại một cái lỗ hổng chấm nâu vàng vàng. Các bạn nhìn kỹ nha, bố trí đấy. Và bố trí nó sẽ tấn công nặng thì lá bị xoăn, lá không phát triển được. Đây là con bố trí các bạn này, rất nhiều đen vàng này. Đó, thấy chưa? Con này dài ấy. Này dài nhỏ nhỏ là bố trí rồi nha. Tôi kiếm một cái cây mà không xịt thuốc để cho các bạn dễ nhận biết mức độ mà thiệt hại của nó như nào. Đọt ra không bung được các bạn ạ. Không, cây không phát triển được. Cây mà rất là xanh tốt thì không phát triển. Cây có sức đề kháng thì nếu mà cây mà yếu không sức đề kháng thì chắc lá nó hư hết rồi. Lá xanh nhưng mà bị bỏ chi chích, cho nên lô lô lá này còn đây không. Đó. Rất nhiều bỏ chi. Để phòng trừ bọ trĩ thì tôi sẽ giới thiệu các bạn một loại thuốc trừ sâu hữu cơ rất là mát cho cây trồng. Đó tên là Evethon 2.5 và 5.5. 2.5 thì được pha được 600 lít, còn 5.5 thì pha được 1.000 lít. Dòng Emmartin Benzoic 5.5. Các bạn xịt những loại thuốc này nó chết ngay. Ngày hôm sau nó có kéo tới thì nó vẫn say thuốc không cạp được các bạn ạ. Mức độ bảo vệ của nó phải được 7 ngày đến 10 ngày. Đó là mát cây trồng, ít độc cho người như cây trồng. Cái ưu điểm của thuốc này là như thế. Mặc dù bọ trĩ hay côn trùng mua tới, nó xay thuốc không cảm được. Bông trái các bạn vẫn sáng, lá cây vẫn sáng, không vấn đề gì, xay thuốc mà. Nếu mà kháng thuốc thì các bạn có thể kèm với gốc thuốc trừ sâu gói, lưu dẫn, gia vị đằng, hoặc chất là imidacloride 100g trên ký. 100g này pha ra thêm một phi các bạn nhé, kèm thêm một phi nữa. Nếu mà nặng đô hơn thì có nan cơ 75SB dạng bột. Đó, nặng đô hơn thì vẫn cũng có một phi nhé. Emmethon 2.5 chúng ta pha được 600 lít. Emmethon 5.5 chúng ta pha được 1.000 lít. Của công ty Golden Lotus. Đó, thành phố Hồ Chí Minh nhé. Các bạn xịt những loại thuốc trừ sâu này á thì nó sẽ không cắn phá các bạn, không cắn phá cây trồng các bạn nhé. Nó chết nhưng mà một ngày hai ngày sau nó kéo tới thì nó cũng không cắn phá được, tại vì mức độ bảo vệ của cái thuốc này á, làm cho côn trùng say thuốc bỏ ăn. Cái chế rất là hay các bạn. Mát cây trồng, ít độc cho người. Các bạn sử dụng nhiều mà không bị kháng thuốc, khó kháng thuốc, các bạn có thể kèm với những loại gói này, đây, nan cơ đây và gia vị đắng, những gốc loại thuốc lưu dẫn để cho thuốc lưu dẫn mạnh hơn nữa và mức độ bảo vệ nó rộng ra. Tôi chia sẻ với các bạn là những loại thuốc này trị bọ trĩ cũng như bọ xít muỗi hoặc là những côn trùng đèn đỏ hay là soi bùa, chúng ta xịt này nhiều có thể phòng cây rất là sạch bệnh, sạch sáng, ít bị côn trùng tấn công. Các bạn thấy video hơi chỉ có bấm like chia sẻ nhé, những cái kênh hộ tôi. Có thể mua những loại thuốc này ngoài cửa hàng bảo vệ thực vật. Nếu không có thì cũng có thể mua số điện thoại tôi ship tận nơi cho các bạn. Các bạn ủng hộ tôi thì tôi có chút kinh phí sẽ làm video hữu ích nhé, cho các bạn xem. Cảm ơn tất cả các bạn nhé.